Em, chào mừng anh em đã quay trở lại chương trình của Barca Tim TV và hôm nay thì mình uh, đang ở gọi uh, cứ gọi là nhà mình thôi đây mới là nhà đích thực còn kia là studio <laughs> gọi tạm thế studio nhà nhà ở thôi thì uh, cũng uh, nục một thời gian dài từ khi mà mình ra mắt cái uh, video PS2 thì bây giờ hôm nay thì mình chính thức uh, giới thiệu cho anh em một uh, máy console thế hệ thứ bảy Gen 7 và phải gọi là thành công hơn cả chiếc PS3 như anh em đã biết đấy đó là người ta có ba tên gọi là Wii, PS3 và Xbox 360 thì máy 360 chính là một trong những máy con số thành công nhất và và hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho anh em chiếc Xbox 360 của mình một con slim mẫu máy slim anh em đã thấy thì đây là con Xbox 360 của mình mình mất công vác nó về và gọi là vác vác mệt mãi vẫy luyện tại vì con này nó rất là nặng nhìn chung mà khá là nặng ở đây thì mình sẽ giới thiệu cho anh em toàn thể về chiếc con của chúng ta thì chiếc hết là ở đây có phần thân máy thì đây là phần thân máy của con Xbox 360 đấy anh em lại thấy là rất là to nhưng mà thường thì con này thì có một cái điểm yếu là nó lại là vỏ trơn nghĩa là cái vỏ nhựa ấy thì thường thì vỏ nhựa thì anh em sẽ nên có thể là 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 gọi là trang điểm thêm gọi là cái cái khung máy để cho đỡ bị xước ở đây thì máy của mình mua thì nó đã hơi bị xước rồi tại vì nó là vỏ trơn còn nếu mà là thường là máy vỏ nhám ấy thường thì nó có có loại slim e thì slim e thì nó sẽ đỡ bị vỏ nhám hơn và Xbox 360 thì phải nói thật với anh em là một cái nó có một cái lịch sử gọi là cũng khá là lớn rồi um, lịch sử của nó về bắt đầu từ những năm 2005 cơ khi mà họ đã quá thành công với con Xbox Classic và họ đã cho ra mắt với dưới cái tên là Xbox 2, Xbox 2 và rất là nhiều cái tên khác và đến tháng 11 2005 thì Xbox 360 chính thức được được lên sóng trên kênh MTV thời đây thì anh em biết là lên kênh MTV thì một trong những kênh cũng rất là nổi, khá là nổi vào thời điểm đó thì với cái chip độ xử lý lõi ba nhân và cái um, chip đồ họa, <laughs> chip đồ họa của amd um, gọi là cái chip đấy gọi là cái chip đéo gì nhỉ? Um, à rồi mình nhớ rồi, nó gọi là amd Xenon đúng rồi Chip amd Xenon chính là một trong những cái chip mà xử lý đồ họa rất tốt, tương đương với con gtx sáu 6800, đúng rồi, chính xác ấy Kiểu dạng như vậy à, Đồ họa cũng khá là mạnh mẽ Cùng với cái RAM là 512 MB RAM ram 512 MB là phải nói là RAM của con này còn hơn cả RAM của PS3 cơ, RAM của PS3 có 256 MB thôi Nhưng mà nếu mà xét về bộ xử lý của PS3 thì PS3 mạnh mạnh hơn uh, Xbox 360 một tí Nhưng mà nhìn chung thì hai đồ họa con này thì cũng chẳng khác gì nhau Nếu mà chúng ta nói về định dạng đĩa ấy thì con này định dạng đĩa của nó con này là DVD 9 nếu mà anh em có để ý qua và kể cả khi mà con này đĩa chép con này có thậm chí có thể chơi được đĩa chép nó không như PS3 PS3 thì chơi đĩa Blu-ray cho nên là hiện tại thì cũng gần như chưa có hack để chơi đĩa chép trừ khi bây giờ có ông nào đấy ông làm mod chip PS3 thì may ra có thể chơi được như kiểu PS2 vậy ạ à, vì chính vì con này chơi DVD 9 cho nên là cho nên là cái uh, nếu mà xét về dung lượng của hai tựa game thì uh, hoàn toàn khác nhau. Game PS3 thì uh, nó phải lên tận mười mấy ghi cơ. Nhưng mà anh em mà có sử dụng con hack. Nhưng mà thực chất thì nếu mà nói thẳng ra thì hai con này đồ họa nó chả khác gì nhau cả. Đồ họa nó vẫn thế. Còn uh, PS3 nó thêm mấy ghi vào đấy thì mình nghĩ chắc là nó chỉ là thêm một số đồ họa, tính năng đồ họa và hoặc là nó bao gồm một tính năng online vào đấy. nên nó mới nặng. Còn Xbox 360 thì thường như là nhiều anh em nếu mà nhiều anh em có sở hữu đĩa PS3 ấy, thì chiếc Xbox 360 này thì thường sẽ có hai đĩa, nếu mà đĩa gốc của nó thì sẽ có hai đĩa, một đĩa chơi online và một đĩa chơi offline. Đĩa chơi online thì là đĩa chơi có dung lượng tương đương với đĩa chơi offline. Nhưng thường thì nó sẽ không có dung lượng lớn hơn so với đĩa chơi offline đâu. Tại vì thường thì tất cả các dữ liệu và tất cả các game tất cả các quest nếu như những cái game này có cốt truyện thì nó sẽ nằm hết ở đĩa trợ offline rồi nên dung lượng nó sẽ lớn hơn và đặc điểm thứ hai là con này có một cái hệ thống chơi Xbox Live Xbox Live thì uh, đến uh, vừa gọi là từ thời xưa rồi từ thời trước cả đời nó có đó là đời Xbox Classic thì nó đã có như này rồi rồi mình sẽ tháo ra cho anh em uh, tổng quan một chút về con này ok và mình đã tháo cái dây uh, HDMI đây là nguồn Nguồn thì con này có hai loại nguồn anh em ạ. ở video lần trước mình đã giới thiệu cái nguồn uh, con slim rồi. Bây giờ thì là nguồn con fed. nguồn uh, mình uh, mình thì mình đang hiện tại mình đang dùng con fed vì nguồn con fed thì bền hơn là nguồn con slim. nguồn con slim thì anh em sẽ lại phải mót. thường là cứ lại phải mót. cái đo sang thành 220 trăm anh cắm nó rất là bất tiện. và đây là tay cầm của nó. phụ kiện thì cũng uh, khá là đơn. nó cũng không 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 có nhiều phụ kiện lắm. nó chỉ có là nhà mũi cái này. đây là cả cái tổng thể máy này Đấy, anh em thấy là Xbox 360 đấy <laughs> thì uh, con này đằng sau chúng ta thấy thấy là có con này có đến uh, 5 cổng USB đây đếm 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 ra tay mình nhé 1 2 3 3 cổng ngoài này và hai cổng ở đằng trước <laughs> ok bây giờ mình sẽ lật, lật cái máy lên và ba cổng ở đằng trước đây à, đây là hai cổng đằng trước là năm cổng cộng với uh, phím này là phím đồng bộ với tay không dây thường thì con Xbox 360 rất là hay là anh em có thể kết hợp giữa tay có dây và tay không dây thành có thể là người chơi có thể lên đến 4 người thường người tối đa nó chỉ lên đến 4 người thôi nhưng mà anh, anh, em để ý cái đèn ấy đây mình sẽ chỉ trên tay cầm Xbox đây đây là tay cầm Xbox Đang là mình sẽ giới thiệu sau ở đây chúng ta thể để ý là có 1, 2, 3, 4 cái chấm bé tí này đấy cái đấy chính là phím để hiển thị báo có bao nhiêu tay cầm kết nối vào Ví dụ như có hai tay cầm thì nó sẽ có hai tay cầm kết nối vào và hai đèn xanh sáng ở đây. Đấy, hệ thống có bốn đèn ở phía mặt đằng trước. Ngoài ra thì chúng ta để để ý là ở đây mình con máy của mình ở đây là nó có cái đát, nó có cái đát thường P thường Xbox 360 thì nó có cái đát nó không có như kiểu PlayStation thì nó cứ phải SCPH nó là cái mã sản phẩm. Nhưng mà cái mã sản phẩm của Xbox 360 thì nó lại số, nó lại ID này, là ID đấy, ID thường là ID. Mẫu máy mình là mẫu máy 2 2011, thường là ID của nó là nó sẽ thường là cái 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 mẫu mã sản phẩm của nó rất là hay đó là thường là nó lại theo năm. Đây này, nó ghi là MF này, nghĩa là theo năm. Thường thì uh, để uh, cái này là để 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 uh, tại sao Xbox lại làm như này? Tại vì Xbox làm như này thì để anh em này dễ dàng phân biệt hơn, đâu là xenon, đâu là slim, đâu là fat, đâu là phân uh, fancon, đâu là Jasper thì nó có tùy theo năm và nó khác nhau nữa, một cái điểm khác nhau nữa nó nằm ở cái là cái cái, cái nguồn. Nguồn con fet thì nó rất là lằng nhằng tại vì nó rất là nhiều nhiều chủng loại nhưng mà nguồn con slim này thì nó rất là đơn đơn giản vì nguồn nó là nguồn hình số 8. Nó như cái con nguồn PS2 ấy. đây là cái đầu nguồn này, nó như cái đầu nguồn PS2. Ấy. Và ở đây thì uh, chúng ta có thể thấy là có một cổng AUX. AUX này là cổng thiết bị ngoại ngoại vi ngoài cổng này để cắm những cái ví dụ như là những cái thiết bị loa hay là gì gì đấy. Một cổng mạng này. Một cổng HDMI này, một cổng AV này. Anh em nên nhớ một điều nha đó là từ thời Xbox 360 um, Slim, Slim đời đầu ấy, không phải Slim E đâu, Slim S này này, đây con S này này. Thì con S này thì thường nó vẫn hỗ trợ AV nha anh em, chỉ có mẫu E thì nó sẽ không còn hỗ trợ cổng AV nữa mà mẫu E nó nó như con Xbox One ấy. Nó chỉ còn cái cổng HDMI thì thôi và cái con fed và con slim là hai con có mẫu duy nhất có cổng av đấy anh em có thể phân phân biệt rất là dễ như thế và con slim Air rất là khó hack nha anh em uh, tiếp theo là cái cổng uh, cái cổng ngoại vi một cái cổng ngoại vi đây là cái cổng mà để chính thức cắm cắm kinect vào đây này chính thức là cắm cắm kinect vào đây đấy chính xác là nó cắm kinect vào đây mình nhớ không nhầm mà thế um, ngoài ra thì con này có một cái quạt tản nhiệt nếu anh em để ý ở trên này đây phần khe này đây À, bây giờ ở đây đây có đèn nha anh em có thể nhìn hình dung ra là bên trong cái này là một cái quạt tản nhiệt nó à, con này thì là tản nhiệt ra hay là nó tản nhiệt qua ba khe khe một khe hai bên này và khe ba là ba khe tản nhiệt nhưng mà thường thì có một cái quy luật bất di bất dịch của con Xbox 360 này khác so với PS3 đó là luôn luôn phải để chỗ mát PS3 thì đời slim trở lên thì nó ổn định hơn nhưng mà riêng Xbox 360 này thì nó vẫn có gì nữa, nó vẫn không ổn định cho nên là anh em vẫn cứ phải để vào chỗ mát, ok, để ở chỗ thoáng cho mình. Mình sẽ chỉ cho anh em một số mẹo đó là riêng những cái đời console gen 7, anh em không nên cho vào những cái hộp như này. Không nên không bao giờ cho vào những cái hộp như này trừ đây đây con PlayStation con PS1 của mình thì được. Vì con này nó không vì con này khi mà nóng lên thì nó tản nhiệt rất tốt và nó không có làm ảnh hưởng đến chip. Bo mạch của con này thiết kế rất khác đời đây là đời con gen 5 nhưng mà riêng con Sunzen 7 mình khuyên anh em một điều đó là anh em nên để những chỗ thông thoáng như này thông thoáng như này thông thoáng như này nhé thông thoáng thật là thông thoáng và đặc biệt hơn là không nên không nên để máy nghĩa là mỗi mỗi một máy nên có để một cái tư thế khác nhau à, thường ở đây thì mình rất thích đặt nằm ngang nhưng mình đặt, đặt nằm ngang nhưng mà đúng ra theo về nguyên lý cơ bản gốc là Xbox 360 nên nằm dọc vì nằm dọc nó sẽ để tản nhiệt tốt hơn và đừng ai ngu mà, mà tự nhiên cho cái đầu này ngược lại nhé không mà nó tản nhiệt vào nó nóng nó sung nó nóng nó, nó, nó đẩy ngược lại vào máy là hỏng chết mẹ đấy <cười> ok <cười> tiếp theo là về tay cầm đây mình sẽ giới thiệu luôn về tay cầm về tay cầm thì uh, con này là tay cầm chính hãng không phải tay cầm fake để phân biệt luôn thì mình sẽ chỉ luôn cho anh em giữa tay cầm fake và tay cầm chính hãng nó khác nhau như nào ở cái tay cầm chính hãng ấy thì chúng ta thể nhìn thấy là nó có một cái cái cắm vào đây này đây này một cái điểm tiếp tiếp điểm nó gọi là một cái 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 đầu cắm anh em rút ra rút ra đây có một cái đầu cắm trông như đầu cắm của con chuột này anh em biết tại tại sao tay tay cầm gốc họ lại thiết kế theo kiểu như này không tay cầm có dây nhá chứ mình không nói là tay cầm không dây đâu tay cầm có dây họ thiết kế như vậy là để có thể cắm vào pc cái mấu chốt ra là để họ họ để cắm vào pc và họ kết nối với đầu này là đầu USB để có thể cắm vào Xbox 360 đấy. Thì uh, trên tay mình là tay cầm của Xbox 360 tay cầm gốc thì chúng ta để thể thấy là thiết kế nó cũng khá giống Dreamcast. Đây mình có thể so sánh anh, anh em xem là tại sao nó khá giống Dreamcast. Từ thời điểm, Xbox Classic được cơ. Cái ăn nhau ấy nó là một cái phím cò. Nếu mà anh em đã từng xem cái tập mà mình làm về con Dreamcast rồi thì anh em sẽ để ý là cái phím cò của con này và phím cò Xbox rất giống nhau. Đấy, Xbox là lấy ý tưởng từ Dreamcast mà ra và ở trên các phím thì con này có các phím như là A này, B này, A, B này, X, Y này, phím Start này, phím View này, phím phím Gill là cái phím này này, chính là cái phím mà để anh em này bật máy, bật máy, bật uh, menu, đồng bộ uh, tay cầm và báo trạng thái như nào. Phím Back là như kiểu phím uh, Select, Depart, <laughs> hai cái cục Analog Stick, LS, RS, Đấy, RS, và ở dưới này thì cũng có những cái nút là RB, LB, RT và LT. LT, RT ở đây là đọc tắt của từ left trigger, left trigger và right trigger. Đấy, có súng. Còn RB, LB là left button, right button. Đấy, gọi đơn giản nó hãy bóc không? Ngoài ra thì tay cầm của nó có một cái khe cắm rắc. Cái này còn nhỏ hơn cả 3,5mm cơ một cái rắc tai nghe rắc tai nghe này thì thường anh em có thể mua là mua rắc tay jack tai nghe dạng của Nokia ấy rắc tai nghe chân Nokia hai là rắc tai nghe chân của nó nghe là tai nghe của Microsoft của tai tai nghe PC nhưng mà chân chân nhỏ ở dưới này thì ở đây có một con tem đây 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 chính là điểm khác biệt giữa tay tập với tay giả đây con tem của mình thì tuy là nó rách rồi vì là dùng vì là mình mua lại một thời gian lâu nhưng mà tay này dùng rất là bền bền hơn cả tay không dây cơ nhưng mà tay không dây thì cái điểm khác biệt là nó là nó sẽ có một cái cục pin rất là to ở giữa con này chạy pin 9V cơ cái, cái cục pin cái tay cầm không dây con này nó khác với PS4 này là khác với Xbox One một điều là nó không thể sạc được nó không thể sạc được anh em nhé anh em nên nhớ này một điều nên nó không thể sạc được và nó chỉ có thể thay pin đơn giản thôi hết pin thì thay nó chạy pin 9V đấy đây cái đây, đây, là cái tay không dây còn cái tay mình đây đây tay có dây thì chả cần phải pin mẹ đi cả cắm vào đây thôi ok rồi và kia là con cục nguồn và cái ổ cắm ổ cắm của mình thì uh, máy của mình thì nó là máy hack Aurora rồi máy hack Aurora nghĩa là máy hack Zytac ấy Zytac thì nghĩa là anh em phải chơi game trong hệ thống ổ cứng và uh, thường thì ổ cứng của nó nó sẽ nằm ở bên tay bên này đâu mình... cái này là bên uh, nguồn rồi ổ cứng đây đây là bên ổ cứng mình có thể uh, bóc ra cho anh em xem Okay. <laughs> Khi mà anh em tháo ổ cứng ra thì đây có một cái phần ở trong này. Đây. Phần này chính là phần mà để anh em thể uh, lắp ổ cứng vào đây. Nhưng mà mình đã bỏ ổ cứng ra rồi vì cái ổ cứng của mình nó um, nó bị ấy, nó bị uh, bét nó bị đai nên là mình đang cần uh, sắp tới thời thời gian sắp tới mình sẽ tìm kiếm ổ cứng mới. Ờ uh, thường thì uh, ổ cứng con này thì nó có thể hỗ trợ đến ổ một terabyte miễn là ổ sd sata con này hỗ trợ ổ sata thường anh em có thể mua ổ, ổ cứng sata ngoài ổ cứng là cho laptop anh em sau đó cắm vào đây thế là xong dùng rất ngon thậm chí một terabyte thì nếu mà nếu mà tính ra hack thì anh có thể anh em có thể có cả đống game hàng chục game trong đấy Thường thì con này nó cũng không cần nhiều uh, dung lượng đến như vậy Nếu mà anh em chơi offline thì cũng không cần đến nhiều dung lượng đến như vậy đâu Tại vì là đơn giản là thế này Một điều là cái dung lượng của con này rất là thấp Nó cũng cứ gọi là rất là thấp Và thời điểm mình tính, tính tận bây giờ là rất là thấp rồi Tại vì 9GB Một game 9GB như vậy là quá đủ <laughs> So với một tựa game PS3 thì nó phải đến uh, mười mấy GB cho nên là theo quan điểm của mình theo quan niệm của mình thì con này thì cũng không cần nhiều dung lượng như vậy con này chỉ cần tầm một ổ cứng từ 250 đến 500g là đủ chứa đã rất là nhiều game rồi nhưng mà riêng game trên ps3 ấy, thì anh em lưu ý một điều đó là nếu mà nếu anh em sở hữu ps3 thì theo mình nghĩ là anh em nên sở hữu một con ổ cứng từ 750 đến 1 1t tại vì game nó rất là nặng và nếu như anh em mà muốn lưu nhiều thì uh, anh em nên uh, sở hữu <laughs> ổ cứng như vậy. Còn con Xbox 360 thì này nó không cần phải nhiều nên. Tại vì um, cái dung lượng nó vừa phải. Vừa đủ vì bản thân đĩa nó là chạy DVD9 nếu anh em chơi hack. Một điều nữa đó là cái quạt. Cái quạt này thì uh, nếu mà tính ra tốc độ chạy bình thường của quạt này thì nó còn thua xa cái tốc tốc độ chạy quạt pc cơ vì nó còn còn không làm 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 đủ mát nổi được một cái, cái cái máy này đâu cho nên là nếu mà anh em mà muốn cho máy ổn định lâu dài ấy, và không bao giờ bị mắt đỏ ấy, thì mình lưu ý một điều đó là anh em nên hack một hack gì tang hai ra hack ba -E, là hack lt nhưng mà thường thì mình khuyên cáo anh em nên hack di tang vì hack di tang thì có thể uh, uh, chỉnh được cái quạt này nghe anh em thể tải một cái thông số mót quạt mình sẽ gửi gửi cái link ở bên dưới cái video này thì uh, một cái thông số nhưng mà anh em phải hack di tăng rồi nhá hack di tăng rồi cho anh em tải cái thông số mót quạt nó lên rồi anh em chạy phần mềm Aurora bật cái thông số này lên thì cái quạt nó sẽ kêu rất là vù vù luôn nó khác biệt một điều bây giờ mình sẽ cắm máy vào cho anh em xem ok bây giờ thì mình sẽ cắm vào và để uh, <laughs> okay, bây giờ mình sẽ cắm cái nguồn này vào. Em chờ một chút. Ok. Mình đã cắm dây vào đây rồi. Rồi mình sẽ cắm cổng HDMI vào. Ok à, Nhìn chung là máy mình đã bật ổn định Bây giờ mình sẽ cắm USB này này vào Thường thì Thường thì máy của mình đúng ra là nó sẽ phải có keo ra vào trong cầu cứng Nhưng mà vấn đề là chết tiệt ở đây một cái là máy mình chơi theo kiểu dạng mồi Thế nên là phải cắm cái này vào để cho nó lên Aurora Vì Aurora mình lưu hết vào đây rồi Và mình không ổ cứng nữa Ổ cứng thì gần như là có cũng như không Ổ cứng như vứt bố đi rồi Đúng ra là cái lúc mà mình mua con máy này thì có một cái ổ cứng bên trong Đó là ổ cứng 250GB nhưng mà vì một số lỗi kỹ thuật cho nên là nó không có coi như là một kiểu nó cũng không dùng được. Dùng thì nó rất là bị đau. Ok bây giờ mình sẽ cắm 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 cái tay cầm này vào. Được rồi. Bây giờ mình sẽ cắm cái nguồn này vào và lúc này thì mình chỉ việc bật máy. Thì ở riêng Xbox 360 thì anh em có hai cách bật máy, một đó là bật bằng tay. Con này thì thường là dùng cảm ứng cho nên là cái nút nguồn rất là sida và khi mà trời ẩm thì mưa mưa thì nó sẽ hay có gặp một hiện tượng là hay nó hay tự động tắt máy. Và cái cách thứ hai đó là anh em có thể bật bằng cái phím này, bật bằng tay cầm, bật bằng tay cầm thì rất là dễ, thì nó không động chạm nhiều vào cái phím này. Nhưng mà khuyến cáo một điều là anh em nên thay mạch nếu như mà trong trường hợp là máy tình trạng xấu nghĩa là kiểu là bật lên thì nó có hay tự động tắt lại, tự động tắt lại thì nên bật bằng tay cầm. Đấy, ok, bây giờ mình sẽ bật bằng tay cầm cho nó để, để để, cho nó gọi là cho nó tiện Cứ gọi là tiện thôi chứ để gọi là mình tránh giảm thiểu tiếp tiếp xúc nhiều với cái cảm ứng đấy với cái cảm ứng rất là chết tiệt nó như con PS4111 đấy cái mẫu ps 411 đấy thì nó là nút cảm ứng nó không như là con 12 hai nó nó, nó là nút nút cơ ừ, okay, ok bây giờ mình đã bật bật tivi rồi bây giờ mình sẽ bật máy lên Đấy anh em thấy là cái tiếng quạt nghe hú rất là to Mình đã bật cái phần mềm mod quạt này lên Rồi cho nên là cái phần mềm nó hú rất là to Nhưng mà điểm yếu của con này khi mà đã được khách di tang ấy Đó là nó nó khởi động lâu hơn so với Khi mà anh em không hack Ví dụ như là mình, bây giờ anh em phải tin là mình phải rút cái USB ra kia Thì nó sẽ Nó sẽ lên hiển thị nhanh hơn Nó sẽ start up nhanh hơn Đây thường thì nó lên như này Đấy anh em thấy là bốn cái đèn kia kìa hiển thị kìa. thì bốn cái đèn đấy nó cũng là đèn đèn báo có bao nhiêu tay cầm cắm vào đấy. ví dụ như là đây startup của nó đây. ví dụ như là có đến bốn tay cầm thì sẽ có bốn đèn hiển thị. hoặc là báo lỗi nó cũng sẽ là báo đèn nhưng mà nó là đèn đèn đỏ. ok. thế đây là hệ thống Aurora của mình anh em để uh, chơi uh, hack như là uh, những cái tựa game mà mình đã cho vào đây rồi. thực ra là có rất là nhiều game mình cho vào đây. Nhưng mà đa phần là game trong ổ cứng Chứ mình lại không có lưu trong USB Trong USB thì vẹn vẹn có 4 game trong này thôi Đấy Ok Thì uh, Bài giảng của mình đến đây là hết rồi <laughs> uh, Cảm ơn anh em đã xem Nhớ like, and subscribe Và đừng quên uh, Chia sẻ kênh bọn mình Và để có thêm uh, uh, Thật nhiều video mới ra Và anh em nhớ ủng hộ bọn mình nha Bye bye về mình chơi đây Bye bye